Rồi các bạn ơi, thì hôm nay Sai Su nghỉ sớm thì đi chăm chút tuần xe Z300 của Sai Su nữa các bạn nhé. Đấy, đang đi gọi rửa xích. Đấy, đau chùi, xong là tí đi rửa nhá các bạn nhé. Tí đi rửa thì tôi sẽ lại đi quay cho các bạn nha các bạn nhá. Tự rửa thì đi đâu mà rửa nữa. À, rửa luôn ra nhà hả? Ừ. Rồi, ăn không à? Rồi. Thì ăn đâu mà đi ra ngoài rửa. Thế sao vừa bảo là bảo đi rửa có bắt mất 30. Anh bảo thế gì? Thế á? Thế là mình tự rửa để tiết kiệm 30 à? Ừ. Ôi, thế ngon nhỉ? Quá ngon, 30 sắc thơm. Ừ, thế ăn không có gì đó. Đấy. Đây là con Z300 của Sai Su nha các bạn nhá. Đấy. Giờ còn nhìn nào, giờ cũ thì nó hơi nhìn nó hơi xấu các bạn nhìn này. Đấy, con Z300 của Sai Su đây. Thì giờ kiểu lâu không rửa, Sai Su kiểu bận làm ấy. Lâu không rửa thì giờ nhìn kiểu nó bẩn nó cũ cũ, nó nhìn nhìn có xấu không các bạn, nhìn xấu rồi đấy. Thì đấy, tôi quay tổng thể các bạn nhá. Đấy, đấy, qua chổi rửa xe với đây em đại gia, em mua ra anh cái chổi rửa xích xe thôi mà. Anh ơi, em gì có tiền đâu. Dạ. Cái chổi rửa xích xe chỉ 60 thôi em ạ. Ừ, tận 60 các bạn ơi, tận 60. Bây giờ nhà tôi còn đang gọi và gửi tiền về mà đang không nghìn nào đây mà sáng bảo cho chỉ có 60 thôi rồi. Cái chổi rửa xích xe chỉ 60 thôi. Thôi đừng, anh mua đi, anh bỏ tiền mua đi, em gì còn giờ đang giả đấy chắc khô rồi. Ok á, mua đi. Anh không nhìn thấy cái chỗ xích xe đâu. Rồi, thế không thấy à? Đấy. Thì đây là quay tổng thể là mấy con xe của anh em nhá. Kìa xe của tôi kia. Đấy, xe của tôi kia. Xe của Phong này. Xe kia xe của quán nhá. Còn và đây là xe của Phương Hữu Quang. Đấy. Chả anh đang lẩn mẩn tỉ mỉ quạ xích cho các bạn. Đấy. Quạ mạnh. Đấy, để tí nó xe nó có mới hơn không nhá. Thì vừa đấy tôi quay quên không quay xem nó có vừa đấy gì cú dích mới cả nhìn nó cứ nhìn nó bình bình đảo đảo trong giờ đánh lại đi thì không biết tí nó có đẹp đẽ không nhá các bạn nhá. Đấy, tổng thể con xe Z300 của Sai Su. Tí phải đi căng xích. À, tí đi căng xích à? Rồi, tí đi rửa xe cả căng xích. Rồi ok nhá. Đâu mà đi rửa xe. À quên, tí đi căng xích không thôi, không rửa xe thì tại nhà. Căng xích phải đi luôn. Thế ăn ngon căng luôn. Ừ, ngon đấy. Ờ, ăn không còn gì. Đang rửa xe. Còn trong đây thì anh Quang đang trong đây anh Quang đang vọt đấy các bạn nhá. Đấy nha. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi xem anh Quang đang vọt căng vọt đấy các bạn nhá. Đấy. Ok thì bây giờ tôi sẽ tạm máy đi nhá. Anh em nhớ tải app Kawin về nhá. Các bạn có thể tạo tài khoản bằng cả Facebook lẫn số điện thoại. App là rút tiền từ thật các bạn ạ. Tôi mới rút xong. Cứ làm 1-200 vào đầy khuyến mãi cho các bạn chơi. Các bạn chơi thoải mái các bạn ạ. Liên kết số điện thoại, nhà có 6.000, độc chia sẻ lên Facebook thêm 3.000 nữa các bạn. Cuối tuần còn có sự kiện thứ bảy chinh phục. Đừng quên báo danh để nhận quà. Link tả tôi để dưới mô tả nhé các bạn nhé. Thì các bạn hãy tải về nhé các bạn nhé. Thì ở chỗ tôi này thì canh quạt thì rất là đẳng cấp. Phương Quang này canh đẳng cấp nhất ở đây rồi. Thì không có ai có các bạn ạ. Thì Phương Quang, tôi thấy Phương Quang mà thế các bạn ạ. Đấy. Mình hôm nay là lần đầu tiên gặp con con gì? Con này là con Rolex. Rồi. Asaver 11. Ừ. Hàng nội địa chung nhá. À thế thì. Có nghĩa là thông số của nó là có 24 LPS là mắc thôi, nhưng mà anh này anh căng lên tận 26 LPS. Ui, mạnh thế á? Hàng nội địa chung ấy. À. Đấy thế. Cước của Victor nhá. Đâu, cước của Victor đâu? Xem nào. Tôi chả biết là cước Victor là cước gì các bạn, chỉ mỗi Quang biết đi. Đấy. Cước của Victor luôn. Rồi. Ok. Cước VBS 66 Nano. Rồi. Cước của Victor. Được. Đây anh này có một cây này nữa này. Cây này cây gì anh? Cũng cây Vertix, cũng hàng của Rolex, Vertix Power. À. Hàng nội địa chung luôn. Anh ơi, anh giờ anh thử phá xem mà. Bẻ. Anh thử bẻ vào xem mà. Bẻ gì? Hàng này hàng nội địa mình không có tiền đàn đâu. À thế á? Ừ. Đấy. Không thì anh không ấy, anh thử làm đích cước thì mà để cho các bạn xem nó phá vào đi. Cước này tìm cả cái thành phố Bắc Ninh thì không có đâu. Ủa thế á? Đừng. Rồi. Đấy, đây là Quang đang căng vọt nha các bạn nhá. Đấy, thì cách
đang canh vật cho khách hàng. Khách hàng thì đang đứng ngoài kia bảo vào đây ngồi không vào các bạn, thì cứ đứng ở ngoài kia chơi game luôn các bạn ạ, cứ lẩn thẩn thế thôi. Anh khách Trung. Ừ, anh khách Trung các bạn. Khách Trung mình đấy. Anh khách Trung này là hay căng nhà mình. À thế à? Lần trước cũng căng hai lần, à một lần rồi, một lần cũng hai cây này. Ừ. Lần này cũng căng tiếp. Đúng rồi. Các bạn nào mà có vợt đứt cước hay là muốn mua vợt thì hãy đến 139 Nguyễn Gia Thiều mua ủng hộ cho anh Dưỡng nhé các bạn nhé. 139 Nguyễn Gia Thiều, phường Dương Hoa, thành phố Bắc Ninh. Hãy đến đây mua vợt và căn cước. Vợt thông số mắc là 24 LBS, nhưng anh khách toàn tăng căng 26 LBS thôi. Thế à? Ui, thế để đập cho mạnh à? Có nghĩa là cái thông số này là thông số nó vượt quá vợt rồi, nhưng vợt vẫn ok lắm. À, vẫn ngon lắm. Vẫn ngon lắm. Cầm thích luôn. Rồi ok. Hàng nội địa chung đấy. Đấy. Kiếm là cả thành phố Bắc Ninh thì chắc may ra đặt hàng thì có. Ừ. Rồi, có gì lúc nào anh quay xong tôi sẽ lại quay tiếp cho các bạn nhé. Ô, anh Sáng ơi, lần mần gì giờ vẫn chưa xong. Em vào kia múc nước cho anh trong được phải tầm 15-16 phút rồi, giờ vẫn lần mần đây rồi. Rửa xe phải cứ càng xe của mình, có phải xe của khách đâu. À quên, gì? Xe của khách mình vẫn phải rửa kỹ. Ôi rồi, Sáng nói ra là xe của mình kỹ càng hơn của khách các bạn ạ. Rồi, không làm nghề được rửa xe rồi các bạn ạ. Anh sắp đi xe rồi. Rồi ok, thế là Sáng sắp đi làm nghề rửa xe đấy các bạn nhá. Đấy. Ừ. Đấy, kia là một thùng nước vừa tôi xách ra này các bạn đây. Đấy, đây là con xe Sáng cứ lần mần từ lúc bao giờ rồi mà tôi xách ra được mấy thùng nước rồi, giờ vẫn chưa xong các bạn ạ. Đứng anh à. Đấy. Và đây là đường thành phố các bạn nhá. Đường thành phố Bắc Ninh nhá các bạn nhá. Buổi sáng thì nó không đẹp lắm, tối thì nó mới đẹp các bạn. Đây. Rất là rộn rịp nữa các bạn nhá. Đấy. Đổ nước cho anh ơi. Đổ nước đi. Rồi, bây giờ Sáng xu rộn nước nhá các bạn nhá. Đấy, thì video của tôi quay ở ngoài trời này thì tiếng xe máy hơi ồn. Bây giờ tiếng ngoài ô tô, xe máy thì các bạn thông cảm tôi nhá. Đấy. Vào đổ cái nước này đi cho anh, xong là giặt cái hai cái rẻ đi xong em này. Ố, gì? Làm đi nào? Chỉ cần đổ nước đi thôi. Đổ nước này đi. Ờ, xong giặt sạch hai cái rẻ đi. Rồi, thế là giờ tôi là người tay sai của Sáng Su rồi các bạn ạ. Và bây giờ Sáng Su dội xe nhé các bạn nhá. Đấy, dội đi Sáng ơi. Đấy. Đang té đây đây, gọi té dội gì? Ô, dội đi ô. Thế là bảo dội ý. Đây, anh phải rửa xong xích đã. À, đây rồi coi. Đây, cái xích kìa. Xích giờ mới cứng rồi, mới quen luôn con này. Xích mới thay đấy các bạn. Vừa đây lúc chưa kỵ thì xích đen xì bình bình các bạn. Giờ kỵ các bạn thì nó mới keng luôn. Toàn té thôi á. Té xích à? Thôi đừng dội đi. Đừng ấy là đừng đau lưng. Đấy. Xe của Sáng Su bình kít. Khi lúc mà Sáng Su không chăm chút thì rất là bẩn và rất là nhìn rất là xấu thôi nhé. Nếu mà Sáng Su mà chăm chút thì là lúc nào cũng mới cứng, thì xe lúc nào cũng sạch sẽ mà lúc nào cũng đẹp các bạn. Đây gọi video vlog các bạn, vlog thôi nhé các bạn nhé. Vlog bình thường gọi là rửa xe của Sáng Su. Đấy, Sáng Su khi Sáng Su rửa xe các bạn ạ. Đấy, xem kỹ cọ con xe con hơi lớn đi nào. Ô anh Quang ơi, đã cây vào xong chưa? Cây kia chả xong gì nữa. Thế là đang cần căng cái khác rồi. Căng cây khác. Anh cho bật cái đâu? Đây, cây bật kia đây. Anh cho em nghe thử âm thanh được không? Âm thanh, muốn nghe âm thanh cây này đúng không? Đây, cây này anh thử gõ xem là nó nghe nó đi nào của anh. Đây nha, đây là cây Asaber. Rồi. Cây Yolex Asaber 11. Ok. Hàng lô điện chung. Lô điện chung. Ừ. Cây này là 3 U nhá. 3 U. Mức cân của nó là từ 19 đến 24 LBS. À, có nghĩa là từ 8 cân rưỡi đến 10 cân rưỡi. Rồi. Nhưng mà anh khách anh Trung anh này bảo cân cho anh 26 LBS. Rồi. Nó vào 11 cân 8. Ừ. Và đây là âm thanh của cây cây vợ. À, cây âm thanh của cây Asaber 11 với mức cân là 11 cân 8. Ok, anh quan sát anh đặt này. Đấy. Các bạn nghe thấy không? Nghe sướng không? Sướng tay không? Đây thì đập hơi nhẹ đó. Được, đẳng cấp đấy, cây vợt này các bạn. Đây, với cái cước là Victor gì? Victor VBS 66 Lalo. Ok. Bây giờ em bẻ nữa. Em phá bỉ nữa. Cho tôi thêm tiền, tôi không được bẻ. Đắt lắm các bạn, vợt đấy đắt lắm.
Ngày mai anh Quang chỉ ăn với cả đứng căng vọt thôi các bạn. Đấy. Khả năng chắc tê hết chân rồi đến nơi các bạn. Đấy. Chân giờ ấy rồi. Chai chưa? Chai chưa? Sắp thì kéo khả năng bây giờ thằng nì chân nì rồi gọi quan chân nì à. Được kìa, quan chân nì đó các bạn, biệt danh ấy. Giờ tôi biệt danh là quan chân nì. Anh Su khi lẩn mẩn lẩn thẩn giờ bắt đầu mới gội xe ấy các bạn nhá. Đấy. Cứ lẩn thẩn thôi, không biết làm gì bây giờ mới rửa xe các bạn đây. Đấy. Rất là sắp sửa chỉ bị là sắp là con xe Z300 của Sáng Su đẹp trai rồi các bạn. Đẹp trai trở lại rồi các bạn. Cứ lần thần thôi, Sáng Su lần thần lắm. À, cái gì vãi ra? Ô, đã gãy lưng rồi. Đau lưng á? À, cho Vinh xem cái này là ai. Đâu cái gì? Đâu? Chưa ai biết luôn. Đâu cái gì? Cái gì? Thì mình lương à. Đâu làm sao? Làm sao? Hôm nọ anh Quang làm đổ xe. Giờ gương nó quặp vào trong này. Nhìn thấy không? Ừ, dạ. Nhìn thấy nó quặp không? Đâu? Đấy. Ừ, rồi rồi rồi. Nhìn rồi. Nó quạt chưa? Còn nó quạt hẳn lên trên này. Nó còn lại. Đấy rồi. Anh Quang làm đổ xe đấy. Đã sầm cái à? Đã phá. Của thân. Không biết lên làm nào. Ừ. Chịu rồi. Thôi rồi tiếp đi anh. Ở đây là anh mới chỉ rửa nước thôi, giờ chuyển sang rửa xe này. Rồi giờ mới rửa xe, bắt đầu rửa xe. Thế là xe này của Sáng Su rửa rất là tỉ mỉ các bạn nhá. Vừa là rửa nhớt, bây giờ rửa xe. À, đấy. Vừa đến là Sáng Su rửa nhớt, bây giờ rửa xe, bây giờ mới tỉ mỉ rửa xe. Đấy, con tại vì con xe này xe phân khối lớn thì phải gọi là rửa tỉ mỉ, đấy, chăm sóc xe ấy để cho xe chạy cho bền đấy các bạn. Đấy, hiểu thế. Thôi, rồi đi anh, kỵ đi. Dùng cái khác em ạ. Thôi. Mỗi loại rửa là dùng một cái khác nhau. À, thế thì. Rửa nhớt để xích chạy cho bon hơn đúng không? Những cái đấy chưa ai biết đâu. Mấy cái clip của anh chưa chia sẻ đâu. À thế là bây giờ clip của Vinh là được chia sẻ đầu tiên đấy. À thế à? Đấy. Thì các bạn nhá, clip của tôi là Sáng chia sẻ đầu tiên đấy các bạn nhá. Đấy, là Sáng là rửa nhớt xong. Đấy, rửa nhớt xong để cho nó xích nó trơn. Bây giờ đi cho bon hơn. Và bây giờ mới rửa xe. Bây giờ rửa xe đấy là cái gì anh? Hả? Cái đấy là cái gì? Dung dịch rửa xe, phóng xe. Dung dịch rửa xe. Vừa để rửa cái sơn rửa bình ở cái xe này, xong vừa làm bóng cho cái sơn xe này. À rồi ok. Đấy. Cây con xe Z300 của Sáng Su rất là hầm hố. Và Sáng Su là độ thêm cái bô nhá các nhá. À ừ quên, bây giờ tôi sẽ hỏi Sáng Su xem là Sáng Su con CS300 của Sáng Su là độ cái gì nhá các bạn nhá. Thì tôi chỉ biết là độ của mỗi cái bô thôi nè. Còn có bộ cái gì nữa, thêm cái gì nữa anh? Cổ bô. Ừ, cổ bô đây. Từ độ, đây tới tận cổ đây luôn. Độ bô nhá, này từ trước này là đây độ bô này, cổ bô luôn này các bạn đấy. Và cái gì nữa? Và cái đèn này đúng không? Và cái đuôi xe cắt đi này, với cả cái này. Đèn. Cái này là cái xi nhan. Chắn bùn. Chắn bùn nữa. Ở đây. Chắn bùn nữa các bạn, chắn bùn này. Đấy. Đó lại là Sáng Su cũng độ vậy qua thôi con ạ. Đèn đâu? Đây đèn đây hai cây à, một cây. Đủ. Đây cây. Đèn đây hai cây đèn nữa rồi nhá. Đây. Bên này nữa nè. Đấy. Đó lại đủ thứ các bạn ạ. Sáng Su xe Sáng Su gọi độ. Gương giờ quang năm hỏng con gì? Lần thuận năm hỏng con gì? Độc đổ một cái mất 1 triệu em ạ. Ừ. Chịu rồi. Đấy, cho nên sau em giao xe cho anh là cẩn thận nhá. Rồi, ok một anh. Một cái là mất 1 triệu đấy. Một cái lần đổ là 1 triệu đấy. Đổ phát là 1 nó đi 1 triệu rồi đây. À, đi rồi. Cái này coi như là bỏ rồi. Rồi, ok. Rồi, anh chưa có thời gian đi thay gương khác rồi. Đấy, xe của Sáng Su thì độ cũng tương đối rồi các bạn ạ. Đấy, kia con kia là à, đấy là con đấy không phải là con vừa đi qua, không phải là Z300, đấy là con đấy là con TFX chưa các bạn nhá. 175 à? 175. Và cả mua. Thôi, chả gì. Em ơi, xe mình mạnh hơn mình phải bắt lạt chứ. Ừ. Sáng Su đang rửa thì bây giờ tôi sẽ tắt tạm máy quay đi nhá. Nhưng là bao nhiêu người cứ nhìn ngại quá các bạn ạ. Ui, đã gần xong phần nữa rồi. Đùa gì các bạn ơi. Đúng là vật của khách khác thật.
đăng thì đăng lắm. Hôm đăng cái vật của Sai Su thì cứ lần thần thần câu giờ, cứ bảo là đăng 40 phút đến 45 phút bây giờ này. Đã đăng xong nữa gì? Ui. Là ông này ông lừa tôi vậy. Các bạn chết. Đây. Một vừa ấy thì xong được một cái này rồi nhá các bạn nhá. Đây. Xong cái này rồi. Bây giờ cái này đã sắp sửa chỉ bị xong lớp rồi tiếp rồi. Nhanh lắm các bạn. Chịu rồi. Đấy các bạn thấy đây, cây quả này ngon lắm. Tuần đi mà ra tôi biết đánh tôi mua được cái vợt như này các bạn. Asaber 11 áo ước này, cái vợt này đánh thích hàng lô điện chung nhá. Vợt này đánh thích không anh? Vợt tay cổ lực cổ tay em chưa có, em chưa đủ tuổi để đánh vợt này đâu. Em biết rồi, mấy em đã bảo là cái vợt này đánh có sướng không, ngon không? Asaber là công thủ toàn diện đấy, đánh thôi rồi luôn. Công thủ toàn diện các bạn. Công thủ toàn diện. Công thủ các bạn. Công thủ toàn diện nên tôi nói hơi lắp bóc các bạn tự cảm nhé. Đấy, sưởng vật của Sáng Su ngon như thế nào nó ra cũng chỉ giữa chướng mấy cái vật này thôi. Của gì các bạn ạ? Đây gọi là vật đẳng cấp nè. Vật của Sáng Su 5 triệu vẫn ít. Cái vật này khả năng đến tầm 10 triệu đến 15 triệu các bạn. Một cái cây vật này các bạn, một đôi vật này các bạn. Đây cũng một cây vật xịn nữa các bạn. Đấy, thì này tấm mạnh là quang. Đó mạnh đang quang đang đánh vật thì còn vật đẳng cấp và xịn các bạn. Đấy, cây vật này cũng đẳng cấp, rất đẳng cấp các bạn. Rất chất luôn. Đấy. Cái này cây của anh người Trung đan ở đây mấy lần rồi. Thế yeah. Đấy. Mới đầu đan anh Phong không biết. Ừ. Cứ bảo ơi nhìn có 24 NVS rồi. Nên em không cân được số cân đấy đâu. Và anh cứ cân cho em, thế là từ sau anh đến đan rồi. Toàn phu đấy. Toàn full HD đấy hả? Toàn cứ căng ghét rồi. Vợt thì có gì 24 LBS thôi, toàn căng lên tận 26 LBS. À thế căng ghét hết. Toàn căng ghét hết các bạn. Với cả là anh ấy đợi hơi lâu rồi thì hôm qua anh phải đánh nhanh chóng để anh khách Trung này phải đi về đi đánh các bạn đấy. Thì phải căng nhanh để cho anh ấy đi về, anh cứ ngồi ngoài kia rồi. Các bạn. Lắc rồi. Đây, đẳng cấp. Đang gần xong rồi. Vẫn phải thế nào? Vẫn phải cẩn thận chứ có phải là cứ khách là nhanh mà mình là đâu mà. Đàn vẫn phải cứ gọi là ok. Đấy, bức mình xét chỉ luôn kim của Phương Quang này rất là tỉ mỉ ấy các bạn. Đàn vọt này không phải là nhanh đâu các bạn. Không nhanh chóng được các bạn. Nhanh chóng mà còn bị còn gãy khung các bạn. Cái khung là quặm luôn. Các bạn ơi, Sáng Su thì không lo rửa xe đi để cho xong đi, cứ lần bẩn này, không biết giờ đang làm gì đây. Đang làm gì đây? Cái ốc rồi, phá xe rồi các bạn ơi. Phá xe rồi. Đấy, cứ lần bẩn thôi, khả năng cái kiểu này thôi tôi sẽ kết thúc video thôi. Đợi sáng rửa cái xong cái xe kia khả năng chắc mấy tiếng đồng hồ các bạn. Rồi không chơi mới sáng nữa. Đợi sáng rửa xe lâu lắm các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, vẫn chưa xong, vẫn chưa dội. Vẫn nguyên sạch phòng xà bông các kiểu xe đấy các bạn nhá. Đấy này. Cứ lần mẩn. Ê. Không, tại vì con xe này nó phải chăm chút. Sáng Su bảo mấy tháng rồi mới rửa con xe này thì phải chăm chút cho nó sạch sẽ thơm tho đi cho nó đẳng cấp. Rời sợ nhỉ. Khả năng tôi sẽ tắt máy quay thì tôi sẽ đi vào cái tôi kết thúc video thôi. Video này là tối rồi thì các bạn lại không xem được thì chết. Thôi bây giờ tôi kệ cho Sáng Su rửa xe nhá. Tôi đi vào đây. Rồi các bạn ơi, đợi Sáng Su rửa cái được cái xe lâu lắm. Thôi tôi sẽ kết thúc video tại đây thôi nhá. Thì các bạn nào thấy video của tôi này mà vlog này mà hay thì các bạn hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh của tôi nhé các bạn nhé. Bye bye các bạn, xin chào.